Hello, welcome to the live channel. Okay. Trò này trò chơi quá mức. Đây rồi đây. Gì đây? Ồ. Oh. Bơ phải chúng ta lấy bọn. Ui thua rồi, thua rồi, thua rồi, thua rồi. Wow. Hình như là phải bấm vào những cái chỗ trắng trắng này là lấy được này. Tháo được những cái miếng nó dính ở đây ra. Ok, win. Next sang cái màn khác đi. Green light, red light. Green light, red light. Green light. Red light. Green light. Red light. Player eliminated. Oh. Green light. Red light. Green light. Red light. Bắn kinh nhé. Green light, red light, player eliminated. Green light, red light. Green light, red light, player eliminated. Green light, red light. Green light, red light. Green light, red light. Green light. Red light. Green light. Red light. Thực sự màn này rất là khó. Oh yeah. Green light. Red light. Green light. Red light. Green light. Red light. Vì đích của mình bắn. Đấy, chờ 4, 5, 6 này đi. Ủa sao bị bắn vậy? Ok chưa? Ok chưa? Đúng rồi. Cái gì? Lại còn chẵn lẻ nữa mới khổ nhỉ. Ten ten. Ủa gì? Sao nhá, sao nhá. Tươi 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 tươi. Ôi.
Qua rồi, qua cái bài này mình rất là khó khăn. Lại trên cái phần này, tách đường này mới ghét này. Các game khác nó cho một cái kim thì mình tọc cái này phải dùng tay khó hơn. À, là phần âm thanh. Phải nhớ thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Đi luôn. Rồi. Ồ, phần này chơi rồi này. Là sang cái game Candy. Ủa thế mà đường luôn này. Game này không có cái phần nhạc cũng biết được. Cái phần này không có nhạc này. Ok. Này cái gì đây? Ok, game này không âm thanh. Chúng ta sang cho cách này. Cái này phải chụp hình đã thôi. Ok. Ôi ôi. Ủa sao lại rơi nhỉ? Ôi dồi.
À, phong cách rất là mới đấy. Chém luôn cái game này giống cái game ninja này trước của chơi chẳng. Đây rồi. Vãn lắm. Rồi. Xong shot. Chơi ca game cho đi. Cái này mấy trò thế này rồi. Mình thấy như là số game chả âm thanh chán thật. Tên chú gấu. Mấy game không âm thanh này. Cho âm thanh nhé. Cái game chả hiểu game mà. Chả hiểu kiểu gì. Rồi, chơi lại game. Con này hên xui. Ôi, em nhìn máu đấy. Rồi sang Survivor game. Ok. Naruto